Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft CLBCmon. Tình hình là mình tính đi tiếp rồi đó, nhưng mà khi mà bay ngang cái vùng núi này, mình phát hiện có em Pokemon cũng là hệ rồng luôn. Mình đang dự định là sẽ thu phục em này và cho vô đội hình rồng của mình luôn á. Em có tên là Dino á, em hệ rồng với hệ bóng tối nè. Wow, và còn có thể tiến hóa lên thêm 2 lần nữa cơ. Hợp lý, tuyển vô đội hình của mình luôn thôi. Và mình sẽ dùng Katana để chiến đấu với em trước. Về đội đi bé ơi. Ôi, cái bên còn có Bubita, dạng chưa tiến hóa của Tyranita cả. Buổi tối vùng núi này xuất hiện nhiều Pokemon mạnh không á. Rồi, kéo rỉa máu thành công rồi. Bây giờ mình sẽ bắt em này bằng... Mình nghĩ là Ultra Ball là hợp lý này. Mình còn không ta? Ôi, mình hết Ultra Ball rồi. Vậy thì dùng Dust Ball chẳng hạn. Được hay không đây? Dust Ball. Có vẻ là được luôn. Em này dễ tính nha. Đá mạnh mà còn dễ tính nữa. Em xứng đáng được mình luyện lên cấp 100 trong ngày hôm nay á. Cho em cái XP share trước ha. Giờ thì cấp 48 rồi. Chắc mình luyện tầm một tí nữa thôi là em sẽ tiến hóa đấy. Chịu khó cày cấp cho em một tí ha. Rồi. Và bây giờ tiến hóa luôn rồi nè. Hợp lý ghê luôn. Và khi em tiến hóa thì sẽ có hình dạng mới nha. Boom. Đấy rồi, hình dạng mới của em thì sẽ có tới tận 2 đầu lận. Và có tên là Squillius ha. Quá đã luôn. Giờ bay được chưa? Giờ vẫn chưa bay được. Vậy là phải gán luyện em tiến hóa thêm một lần nữa. Ở dạng cuối thì em mới cho mình cưỡi và bay đấy. Được nha. Rồi, giờ thì mình sẽ vừa đi khám phá và vừa luyện cấp cho em sao. Mình đi ngang cái vùng này và phát hiện là phía kế bên vùng núi chính là một cái cánh rừng taiga, nhưng mà ở đây nó có cả núi cơ. Đây, những ngọn đồi, ngọn núi này nè. Tuy nó không cao nhưng mà là một địa điểm rất là lý tưởng để cho một em rồng nữa có thể xuất hiện nha. Em rồng đó thì cũng khá là ghê gớm đấy. Và nghe đồn là đâu đó cũng là anh em xương máu của Bạch Long của mình ấy nha. Nếu mà hôm nay mình hên á, mình mà gặp được em đó thì Bạch Long sẽ có thêm người anh em mới. Và đội hình rồng của mình lại có thêm một thành viên cộm cán đấy. Xứng đáng để mình đợi nè. Rồi, giờ thì mình ngồi đây mình đợi chung với mấy em Pokemon thôi. Hên xui may rủi. Đêm nay gần trôi qua rồi. Liệu rằng từ đây tới sáng có gặp được Pokemon đó hay không đây? Đã một đêm trôi qua nhưng mà mình vẫn chưa gặp được Pokemon mình nhắc đến. Thôi thì chúng ta sẽ tập thể dục buổi sáng cho mấy em Pokemon bằng cách đấm nhào với boss Beedrill ha. Đây là boss cấp Epic luôn. Epic thì cũng được đấy. Cũng đáng để chúng ta thử sức nè. Rồi, vô. Để xem Beedrill sẽ chịu được mấy hit của Palkia đây. Một hit. À, cũng trâu phết đấy. Ô, lại có thêm một em Reshiram xuất hiện ở vùng này. Trời, mình đã không phải tìm Reshiram. Mình đã có Reshiram rồi. Một viên đá Z hệ lửa. Wow, được đấy nhờ. Hợp lý. Rồi đâu Reshiram đâu? Nhỏ đâu em Reshiram xuất hiện lần này lại là dạng shiny không chừng á. Ôi, dạng thường à, em coi. Đẹp ghê ha. Như vậy thì chuyến đi phượt của mình chỉ mang về được đúng một cái em Pokemon mới thôi. Đó chính là Squillius nha. Nhưng mà không sao, em cũng là một Pokemon rất là mạnh nên cũng khá là ok đấy. Và ở nhà thì mình đang kiểu như là đập ra những cái nắp bóng chứa Pokemon thêm nè. Hôm qua bắt gì đâu mà tốn quá trời quá đất bóng chứa rồi. Nên hôm nay mình phải đầu tư số lượng lớn bóng chứa mới được. Thì mới kiểu như là đủ số lượng bóng mà sử dụng trong thời gian sắp tới nữa. Tại vì càng về sau những em Pokemon xuất hiện thì mình nghĩ là nó sẽ khó bắt hơn ấy. Giờ thì chế tạo nó thành những cái quả bóng hoàn chỉnh thôi. Ultra Ball này bữa nay là hơi nhiều Ultra Ball luôn á nha. Làm thêm một ít Dust Ball cũng như là Level Ball. Bữa nay là có lại Level Ball rồi nè. Không sợ là mấy em cấp thấp là bắt khó nữa rồi. Đấy, số lượng bóng chứa như vậy thì có phải là tự tin đi bắt Pokemon hơn không? Và các bạn có thấy đội hình của mình có gì đó quen quen không? Đây là đội hình mình nhắc đến hôm qua, đội hình full toàn là hệ rồng luôn nè. Và đại ca trong đội hình này đó chính là Palkia ha. Đó, với đội hình này không biết là mình đi quẩy có căng hay không.
để thử sức cái đội hình mới này á, thì mình sẽ cùng Paka đi tìm một cái hội quán coi. Hôm qua thì mình cũng có thử đi tìm nhưng mà không có tìm ra, khá là su luôn. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ tìm được một hội quán mới để chúng ta vừa có thêm nguy hiểm nè, và cũng như là thử sức của mấy em Pokemon nữa. Có làng, nhiều khi gần làng lại có hội quán đấy, biết ngay mà. Tại vì mình gặp hội quán gần làng nhiều lắm rồi nên cũng có một xíu kinh nghiệm ha. Ở phía bên đây có một em Pokemon thể lá nè. Ồ, em này cũng được ấy. Thôi thì xúc luôn nha. Lần này thì mình sẽ cho 3K đi. 3K vô gánh tem nhanh, rồi chúng ta còn qua bên hội quán để chiến đấu nữa. Rồi, em này có tên là Bayleaf á. Trên đầu em còn có lá nữa kìa. Rồi, mất lớp giáp rồi kìa. Ui, Bayleaf hồi phục hơi bị ghê luôn. Wow. Rồi, nhưng mà hồi phục kiểu gì, em chuẩn bị lên thớt nè. Ý nữa. Mình cực kỳ khó. Rồi, này thì hồi phục nè, giỡn mặt. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ thử bắt em á. Với em này thì chúng ta sẽ dùng Ultra Ball đi. Nhân phẩm đầu ngày. Ui. Ơ kìa. Su kìa na vậy, đầu ngày mà bắt hụt rồi. Cay quá. Quánh em này cho đỡ cay đi. Salamence, xử cái em Ampharos này nào. Cho em Mega trước nha. Rồi tấn công bằng kỹ năng hệ rồng. Giỡn mặt hả Ampharos? À, giỡn mặt hả? 2 hit liên tục. Kết thúc trận chiến thôi. Lụm luôn. Ê, nhưng mà được cái là cho rất là nhiều kinh nghiệm để Squillet tiến hóa dạng cuối cùng nè. Wow. Giờ thì em đã trở thành Hiragan rồng ba đầu. Wow. Ngầu thật sự. Và Hiragan thì sẽ có 3 dạng. Một dạng thường, một dạng shiny và một dạng Ascend. Cái dạng Ascend này không biết sao mà có ha. Nhưng mà nhìn em ghê cái gì á. Hồi mình thấy dạng thường của em vẫn là đẹp nhất nè. Và giờ là có thể cưỡi bay đi được rồi. Quá tuyệt vời luôn. Và gần đây mình phát hiện có một cái ngôi đền nữa nè. Lần trước mình khám phá thế giới Ultra Beast thì mình cũng gặp một ngôi đền giống như vậy. Lần này thì gần làng cũng có một ngôi đền nữa. Tính ra mình cũng hên lắm ấy chứ. Được ấy nha. Nhưng mà cái ngôi đền ở trên thế giới thường thì mình phải dùng kiểu như là GS Bond hay sao á. Thì mình thử dùng Beat Bond được không? Nè, mình dùng Beat Bond vô không được. Mình bắt buộc phải dùng GS Bond ở bên thế giới thường á thì mới có thể triệu hồi ra được một em Pokemon thứ dữ trong đó ra. Vậy thôi, một xíu có gì mình qua bên thế giới Ultra Beat đi. Mình dùng cái Beat Bond này cho dễ ha. Kiểu như mình có bóng nào thì mình dùng bóng đó ấy. Rồi giờ thì thường thường á, người ta là người ta sẽ vô dưới này đúng không? Người ta chào hỏi cái người này nè. Đó, đây là cái hội quán đá ha. Kiểu vậy, rồi đi vô đánh từ từ lên. Nhưng mà mình thì không. Mình có mấy em Pokemon bay được mà. Bay lên quýnh thẳng với chủ hội quán luôn. Đây, vô giao lưu võ thuật xíu nha. Ui, chủ hội quán này cũng có dòng Dynamax. Tức là sẽ có một vài Pokemon của chủ hội quán sẽ Dynamax được đó. Đây là hội quán hệ đá nên mình cũng hơi căng nha. Trong đây thì mình chỉ tự tin mỗi 3K thôi đó. Nhưng mà không sao, mình sẽ cho Eternatus vô tăng cơ trước đi. Chủ hội quán này xài Pokemon cổ đại nè. Đầu tiên là Archeop. À, được đấy. Mình sẽ dùng tuyệt kỹ Z trên Eternatus ha. Tấn công đi ha, Dynamax luôn. Này thì Dynamax. Rồi, chúng ta đã đánh cái em Pokemon đầu tiên của chủ hội quán rất là nhiều máu rồi. Phần thắng có vẻ là đang khởi sắc đây. Eternatus bị Rhydon quýnh đau chưa cơ. Mình sẽ phản đam lại. Này thì quýnh nha, Eternatus. Rồi, em đã kéo được rất là nhiều máu của Rhydon rồi. Không sao, hay lắm. Giờ thì mình sẽ cho Reshiram đi. Tàn đời cứng rồi, giỡn mặt. Ui, giờ thì tới Aron. Chủ hội quán này. Ui, Aron mạnh chứ kìa. Hút Reshiram ngất xỉu rồi. Ui dồi ôi,
À, thì ra cưng chọn cái chết. Được, ba ca ra chặn đi cưng. Này thì giỡn mặt nè, giỡn mặt với ba ca hả? Tiếp tục một một cái môn rất là lạ luôn, Corsola ha. Em này ngoài tự nhiên mình chưa gặp bao giờ luôn ấy. Nhưng mà mình vẫn quýnh thôi. À, dám quýnh lại ba ca à? Được 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 được. Phun nước nè, giờ tới Rambados nè. Em này thì phun nước tiếp. Yay, hình như chúng ta chiến thắng rồi. Nhanh thiệt sự. Chiến này thì đại ca ba ca đã gánh tem thành công á. Quá dữ luôn. Ui, ở đây có Groudon. À, Groudon cấp Ultimate luôn. Phải phải lượm cục kẹo Groudon thôi. Rồi, khiêu chiến thành công rồi nè. Được, được, 3K, anh vẫn tin tưởng em. Ui, chưa kịp tấn công nữa, Groudon dậm phát 3K vô trong luôn rồi. Thôi xong luôn. Toàn luôn. Nhân tố gánh tem đã bị gục trong một hit rồi. Mấy em khác sao mà chơi lợi? Căng rồi. Rayquaza mình sợ vừa Mega xong là cũng đi vô trong giống như là Palkia nè. Được không? Được không? Ừ. Rayquaza còn quẩy kịp. Quẩy đi Rayquaza. Quẩy đi em. Đúng rồi. Quẩy được bao nhiêu thì quẩy. Quẩy được bao nhiêu thì quẩy. Đúng rồi. Ý. Vẫn còn quẩy tốt lắm. Đúng rồi. Cố lên, Rayquaza. Cơ hội đem gánh tem này. Vẫn chịu nổi, Rayquaza trâu quá. Ui, nhưng mà bây giờ hết chịu nổi rồi. Chết tiệt, Groudon to quá. Coi kìa, thì Rayquaza của mình có chút xíu luôn. Nhưng không sao, nhỏ nhưng mà có vỏ đấy. Nhỏ nhưng mà có vỏ đấy, đừng có đùa. Lạng quạng là Groudon coi chừng đấy. Coi chừng đấy Groudon. Đừng có khinh thường Hiragan của mình. Giỡn mặt hả? Nhỏ nhỏ mà cũng mạnh lắm luôn á. Chiến này thì bé Hiragan đã gánh tem giúp mình á. Không uổng công mình cày cấp cho ẻm. Rồi, và nói chung thì cũng cảm ơn chỗ hội quán này vì cái huy hiệu ha. Đây là huy hiệu thang. Không biết là mình có ở nhà hay chưa, nhưng mà cứ giữ trước đi ha. Vậy có dịp thì chúng ta sẽ trở lại đây để tái đấu với chỗ hội quán này với một đội hình khác. Còn giờ thì gặp làng mà không ghé vô nhà chị y tá thì hơi bị uổng nha. Ủa? Ủa nhưng mà khoan, làng này không có chị y tá à? Ủa? Ủa, trong làng còn có cái cloning machine luôn. Ui, cái làng này hình như đang nghiên cứu để nhân bản Mewtwo hay sao nè. Trời ơi, cái làng này liều nha. Dám nghiên cứu nhân bản Mewtwo hả? Tịch thu luôn. Này thì nghiên cứu trái phép. Nghiên cứu mà không không hỏi han, không rủ mình nghiên cứu là mình tịch thu liền. Và có Raikou xuất hiện gần đấy. Really? Raikou? Raikou đâu? Đâu nào? Raikou đâu nào? Tao không đây hay là bịp đây? À đây rồi. Raikou đây. Raikou hả? Hãy điện. Cũng được lắm nè. Được á, được á. Vô. Chúng ta sẽ thu phục Raikou luôn á. Tưởng đâu là không bắt được Raikou rồi chứ. Nhưng mà không, chúng ta đã bắt được rồi. Được cái thành tựu gì luôn kìa. Thunder, Thunder. No way wrong. À, tức là thành tựu bắt Raikou ha. Nhưng mà phải công nhận là Raikou đẹp ha. Được. Đáng đồng tiền bát súp đây. Wow, cưỡi chạy nhanh chứ cơ. Hợp lý này. Cầm Raikou mà đi. Chạy trốn đi thôi rồi luôn á. Hết sảy luôn. Chạy rất là nhanh á. Để mai mốt mình sẽ gán bắt thêm những người anh em của Raikou nữa. Tại vì Raikou còn có những người anh em chẳng hạn như là cái em gì hôm bữa mình gặp ở cái vùng núi ta. Mình bắt hoài bắt không được ấy. Nè, Enti. Hợp lý nè. Vậy ít hôm nữa mình phải gán bắt Enti mới được.
để cho Raiko có người anh em ha. Rồi giờ thì để Raiko vô đây và mình đi tiếp thôi, tiếp tục hành trình của mình nào. Tìm thấy rồi, đi lặn lội hổm rày cuối cùng cũng tìm được cái vùng cái này gọi là gì ta, cái vùng băng băng nén kiểu kiểu vậy ha. Đây là những cục băng nén nè, và cái địa hình này thì sẽ là một nơi để một Pokemon cực kỳ quan trọng đối với Reshiram luôn xuất hiện ha. Hợp lý này. Rồi giờ thì ngồi đợi thôi á. Chờ đợi là anh Phúc. Không biết là đêm nay có gặp được hay không đây. Mình đi tới đây vừa lúc trời tối luôn nè. Kèo này thì các bạn bắt em nào? Bắt Gengar kẻ địch hay là Gengar của mình? Mình thì vẫn tin tưởng vào Gengar của mình nha. Quốc em ơi, mình có Gigantamax mà mình sợ gì bé. Đấy. Ui giời. Lụm luôn bé ơi. Nice. Này thì cấp 140 hả? Rồi và chúng ta sẽ được một cái sao nether thôi. Kiểu boss, mấy cái boss mà mình đánh thường xuyên á thì càng ngày đồ nó rơi ra càng ít ha. Đi rồi. Em spawn nó rồi. Bé, để anh đợi hơi lâu rồi đấy nha. Kyurem. Trời ơi, quằn quại gì nữa. Xúc em thôi. Nhưng mà hiện tại thì mình sẽ đưa Reshiram đánh với Kyurem ha. À, dám đánh Reshiram. Mình sẽ đánh thường thôi. Chủ yếu là kéo rỉa máu của Kyurem trước ha. Ái chà chà, Quýnh cũng đau phải đây. Rồi, rỉa thêm một đòn nữa nhá. Xong, em đã rất là yếu máu rồi. Nãy mình quên coi trọng lượng của Kyurem là bao nhiêu máu. Ủa, bao nhiêu ký nhờ. Nhưng mà mình sẽ thử bắt Kyurem bằng quả Heavy Ball nhá. Ủa? Heavy Ball mình... Oh no, Heavy Ball mình đâu mất rồi. Ai chết tiệt, chẳng lẽ để trong ba lô à. Ủa, mình nhớ mình còn Heavy Ball mà ta. Thôi, không sao. Còn bóng nào thì dùng bóng đó ha. Mình nhiều bóng mà sợ gì. Nè, thấy chưa? Báo sao mình kiếm Heavy Ball không ra. Nhét tít trong ba lô, lấy đâu ra mà bắt được. Rồi, lần này thì khác rồi. Có Heavy Ball rồi, Kyurem ơi. Em kiểu gì cũng về đội anh thôi. Lần này thì nghỉ chạy. Heavy Ball là khắc chế được Kyurem liền. Em Kyurem này hiện tại đang là hệ băng, cũng như là hệ rồng ha. Và có tới hai dạng khác nhau của em, đó chính là Kyurem Black nè, cũng như là Kyurem White nè. Hai dạng này thì dạng nào nhìn cũng rất là đẹp và ngầu luôn. Uầy. Và lý do mình bắt em Kyurem này á là vì mình đã có Reshiram rồi. Bây giờ mình có thêm Kyurem nữa thì mình sẽ sử dụng cái DNA Slicer có trong người em nè. Mình sẽ kết hợp em với Reshiram ha. Đây. Và chúng ta sẽ tạo thành Kyurem White. Wow. Coi cái lưng đẹp chưa kìa. Đã thiệt. Đây là hai màu luôn á. Cánh là một bên là cánh màu băng. Một bên là cánh màu lửa nè. Quá là ngầu luôn. Bây giờ thì hệ của em như thế nào ta? Có thay đổi hệ không? Hệ thì em vẫn là hệ băng cũng như là hệ rồng ha. Nhưng mà chỉ số thì chắc sẽ tăng lên đáng kể đấy. Tiệc cứu mèo. Giờ thì mình đã có tới hai Pokemon kết hợp rồi ha. Lần trước thì mình đã có được, đó chính là Necroma. Kết hợp với kiểu như là em Lunala. Bây giờ thì còn có Kyurem kết hợp với Reshiram nữa. Có nên đưa vô không nhỉ? Ừ, được á. Mình sẽ đưa bộ đôi kết hợp này vô ha. Quá đã luôn. Giờ thì cầm ẻm đi quẩy thôi. Gần đây còn có một cái chỗ ngôi đền băng nữa này. Cái này mình gặp rồi. Tiếc thế. Phải đây là ngôi đền lửa thì hay nhờ. Đây là ngôi đền băng à. Mình có Reshiram mà đúng không? Ủa mà quên, Reshiram kết hợp mất rồi. Không biết em còn cái năng phun lửa không ta? Mất tiêu cái năng phun lửa luôn. Phun cho cái này thành cái ngôi đền lửa đi. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Trên một cái trạm y tế giữa biển thì có một cái quả. À không, chính xác hơn là một cái rương Ultra ha. Cho mình một viên đá hệ ma.
tưởng đâu cái gì, tưởng đâu cho bóng chứa hay là cái gì xịn xịn khác cũng được. Ok. Có thằng đỡ hơn không á. Đi thêm một lúc, đi thêm một lúc thôi là mình gặp được một cái đảo nấm nữa rồi nè. Thời tới rồi em ơi. Đâu, bữa nay lại là một ngày nhân phẩm cao rồi. Vừa bắt được quá trời Pokemon đã mà đã chạy còn gặp được thêm đảo nấm nữa. Hai nấm mới mời, hai nấm mới mời. Bữa nay sướng nha, Reshiram đi hai nấm với anh nha. Để coi, mà hình như Reshiram... Ủa gì? Kyurem không có... Gigantamax được. Phải ẻm mà Gigantamax được chắc chắn là mình sẽ cho ẻm một cái bát súp luôn á. Tại vì ẻm có công cho mình cưỡi bay tới cái vùng này mà. Hợp lý thiệt. Rồi, giờ thì tranh thủ đi hái nấm này. Wow, đảo này lại có vẻ là nhiều nấm giống như là cái đảo gần đây mình hái rồi ha. Ê, mình bỏ sót một cái nấm cơ. Đây, 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 đây. Đừng có bỏ sót nha, nấm này rất là quý hiếm. Chỉ có trên đảo này thôi nên mình không được bỏ sót bất kỳ một cây nào đâu. Đây nữa nè. Hợp lý nha. Nhưng mà trên cái đảo này thì mình ghé qua vài lần rồi. Đây là lần thứ 3 mình ghé vào những cái đảo nấm rồi ha. Nhưng mà mình không thấy bất kỳ một em nào kiểu như là quý hiếm xuất hiện trên cái đảo này cả. Đảo này quý như vậy mà không có Pokemon đặc trưng xuất hiện à. Cũng hơi đáng tiếc ha. Phải chi trên đây có vài em Legendary xuất hiện thì tuyệt vời quá. Để mình còn có dịp thu phục đồ chứ. Và nãy giờ thì chúng ta hái được 12 cây nấm rồi. Tương đương với 4 bát súp rồi đấy. Quá là đã luôn. Nhưng mà có vẻ là vẫn chưa dừng lại ở con số 12 đâu. Còn đây cả đống này. Bèo gì cũng... Cái đảo này cũng cỡ là 20 cây đấy. Mình đoán là cỡ 20 cây nấm đấy. Hiện tại là 15 rồi nè. 16. Trên đây một cây nữa. Đâu đâu mới thấy mà. Đây đây đây. 17. Đây một cây nữa là 18. Phía xa xa một cây nữa là 19 rồi. Thời tới, thời tới. Còn đâu nữa không? Còn nữa không? Dưới này con. Nằm trong góc hả? Này thì nằm trong góc nè. 20 cây rồi. Bắt đầu là vượt chỉ tiêu nè. À, còn không ta? Ủa hồi nãy bay hướng này qua mình thấy còn một cây mà nè. Hay là mình nhìn nhầm ta? Thấy chưa, thấy chưa? Xít nữa thì bỏ sót rồi. Cây này là cây thứ 21 nè. Phía đằng này còn một cây nữa. Là 22 cây. Được thì cái đảo này tuy nó không không quá to nhưng mà cũng được quá trời nấm ha. Ui, ai da, ai da. Thấy chưa? Bay tới bay lui hồi là té luôn á. 22 nè. Đây là cái nấm thứ 23. Hình như hết rồi. Mình đã đi toàn bộ cái đảo xung quanh đây ha. Nhưng mà vẫn còn. Vẫn còn một cây ở góc này nữa. 24. Còn không? Nhìn cho kỹ nha. Còn vẫn còn. Đây thêm một cây nữa này. Hợp lý. 25. Rồi, chỉ là toàn bộ cái đảo này được. Chưa vẫn còn một cây. Sao còn hoài vậy? Đừng cho nhiều quá người ta bị thích đấy. Cho nhiều nhiều nữa đi. Đây là cây thứ 26. Wow. Còn có Pokéchat nữa nè. Super Potion dùng để hồi phục máu cho Pokemon. Dưới nước có em Gigadot Boss luôn cả. Giờ mà đánh boss có thêm... Chưa, từ từ hãy đánh boss. Để mình hái thêm một cây nấm phía bên này nữa. Để tăng số lượng nấm lên là 27 cây. Đây là siêu đảo nấm rồi. Giờ thì chắc đánh boss được rồi đó. Vuốt rồng nè. Đỡ hồn cái. Chúng ta sẽ được một miếng Blade nữa. Hợp lý. Tầm này mà cho mình mấy miếng Blade là mình lượm hết luôn á. Kiểu mình đang sưu tầm mấy miếng Blade mà. Và mình đã có thêm cái
cái núm để làm súp mắt rồi. Thế nên chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc Gigantamax cho những em Pokemon còn dang dở thôi. Lần trước thì mình đã thu phục được cái em mèo rồi. Đây, mèo đây. Giờ thì mình sẽ cho em kiểu như là Gigantamax ha. Như lời mình đã nói vậy đó. Cho em Gigantamax luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy đồ nghề ra cái đã. Giờ làm súp là cũng phải có đồ nghề các thứ. Chế tạo nha, cho mèo một bát súp mắt nha. Sướng nha. Rồi, giờ thì cất đồ nghề vô một cái. Xong, chuẩn bị cho em ăn thôi. Ra trận đi cưng. Đây, mèo đây. Bây giờ thì em trông có vẻ là khá là thân thiện ha, hiền lành ha. Nhưng mà ăn súp mắt vô thì em có thể Gigantamax và chúng ta sẽ thử sức mạnh luôn nè. Cho em đánh nhau với cái em cua đi, em cua nấm này. Rồi vô nhá, vô nhá. Hiện tại thì kỹ năng của em toàn là hệ thường thôi. Thử coi. Ui, coi cái mình dài chưa kìa. Trời ơi. Rồi đâu. À, đi trốn à, giờ là hết trốn rồi. Lần này là thiệt nè. Nãy giờ chỉ nháp thôi. Vô. Giỡn mặt với mèo mình dài hả? Nãy ăn hiếp ai? Ui, nhưng mà mèo mình dài. Gigantamax lên nhìn cái mặt thấy ghê quá à. Trên đầu mèo còn có cái dòng chữ gì kìa. Ngay chỗ này này. Lúc lắc nhìn như thay mái. Này thì ăn hiếp mèo mình dài hả? Hối hận chưa? Cưng hối hận chưa? Giỡn mặt với mèo mình dài. Rồi và về nhà thì mình mới chợt nhớ ra là mình vẫn còn một em Pokemon mình bắt được từ rất là sớm luôn. Em đâu rồi nhờ? Đây, em có tên là Venusaur ha. Em thì cũng có dạng Gigantamax. Thế nên thì mình sẽ cho em một bát luôn. Một bát súp mắt ha. Công, lúc đầu thì em cũng có công rất là lớn giúp mình kiểu như đánh bại khá là nhiều Pokemon khác đấy. Nên em xứng đáng có được một bát súp ha. Rồi, giờ nhiều nấm mà, sợ gì? Ăn đi mấy em ơi. Không có sợ nhá. Rồi, ăn nha. Vậy là đã có thể Gigantamax luôn nha. Đi, kiếm mối đi. Đi kiếm mối cà khịa đi. À, ở đây có Electabuzz nè. Vô vô. Gigantamax lên. Đó. Gigantamax lên. Cái phần ở phía trên lưng của cái em Venusaur này á sẽ to lên. Và hai cái cọng dây ở bên ngoài cũng dài hơn nè. Coi cái mặt em coi. Ghê đấy, ghê đấy. Sức mạnh thì khỏi phải bàn rồi. Mấy em choi choi này là một hit một thôi. Nhưng mà mèo thì mình vẫn đang lo là nếu như mà em tiến hóa thì em còn Gigantamax được hay không. Tại vì mình chưa có gặp cái dạng tiến hóa của... Ủa, kiểu như là mình chưa có được cái dạng tiến hóa của mèo bao giờ đó. A few moments later. Rồi 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 rồi. Mèo đã chịu tiến hóa rồi. Để coi coi. Chúng ta sắp coi được những cái dạng còn lại của mèo sau khi tiến hóa ha. Nếu mà có dạng Gigantamax thì ok. Mình cho em Gigantamax luôn. Rồi coi thử nha. Persian. Dạng tiến hóa của em tên là Persian nè. Rồi. Ui. Đây. Persian. Đó. Chỉ có hai dạng thôi. Là dạng Persian bình thường và dạng Persian Alola. Nhìn mặt hơi mụm mỉm xíu. Chứ không có dạng Gigantamax á. Thế nên là mình giữ mèo ở dạng bình thường này là hợp lý nè. Trời, chút xíu nữa làm lỗ bát súp rồi. Mình vẫn giữ được cái đầu lạnh á. Như vậy trong ngày hôm nay, với sự dẫn dắt của đại ca Pakia, mình đã kiểu như quẩy rất là căng và có được rất là nhiều những Pokemon mới. Trong đó không thể thiếu đó chính là Kyurem, dạng kết hợp với Reshiram á. Nhìn rất là đẹp luôn. Sắp tới thì nếu như mình có được Pokemon còn lại, mình sẽ kết hợp thành Kyurem Black Sao ha. Còn những em Pokemon sau khi Gigantamax này thì mình chưa có nhiều cái sân chơi để cho mấy em thể hiện á. Nên sắp tới sẽ tìm những cái boss nè, hoặc là hội quán để cho những em sau khi Gigantamax có thể thử sức ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến đi phiêu lưu tiếp theo của mình. Bye bye.